Chiều nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại thành phố Đà Nẵng. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp thời gian qua của mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đà Nẵng và Liên bang Nga, thông qua nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, giáo dục, đào tạo. Quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu và gặt hái được những thành công mới. Hai bên cũng thống nhất thời gian đến sẽ phối hợp tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thúc đẩy các hoạt động giáo dục và là cầu nối hiệu quả để các doanh nghiệp Nga đến đầu tư tại Đà Nẵng.